Thứ hai học có nghĩa là gì, nó free nên nó chỉ giải quyết những cái bài đơn giản thôi, các em lưu ý. Còn những cái bài phức tạp thì nếu mà bạn nào mà có đam mê thì mình sẽ gửi thêm riêng cho một cái phần mềm Dingo, tuy nhiên phần mềm đó thì nó phải có account thì chúng ta mới xài được. Các em lưu ý. Rồi chúng ta mở cho mình cái cái bài Excel lên nha. Mình hỏi lại các bạn vẫn nghe mình nói chứ hả? Dạ có. Rồi mình chỉ sợ rằng là chúng ta không nghe được rồi chúng ta không thể là hiểu được bài thì chúng ta thấy cái màn hình Excel của mình không? Có thôi. Rồi ok, thì thực ra thì mình ở đây mình đưa cho các em cái mô hình đầu tiên, ở dưới mình ghi chữ cơ bản. Cái thứ hai thì là một cái trường hợp nó gọi là giới hạn về cái số lượng đặt hàng trong trong một khoảng thời gian T nào đó, chẳng hạn như là ở cái cơ bản thì người ta không có một cái giới hạn gì cả, có nghĩa rằng là gì, chúng ta không có ràng buộc gì liên quan đến vấn đề đặt hàng, số lượng đặt hàng. Tuy nhiên là một số các cái trường hợp ở đây thì thực ra mình nói lúc nãy mình cũng đã đề cập với các em rồi, nó có rất là nhiều trường hợp. Mỗi trường hợp thì nó mang tính chất là một bài báo. Thực ra là người ta sử dụng cái mô hình này để người ta nghiên cứu rất là nhiều. Ở đây thì mình đưa ra một số các cái một cái gọi là một số các cái trường hợp mà phổ biến nhất khi mà chúng ta vận hành một cái doanh nghiệp liên quan tới vấn đề là xác định cái lô đặt hàng, có nghĩa là xác định cái số lượng mỗi lần đặt hàng. Thì chẳng hạn như ở đây thì có trường hợp mình liên quan tới vấn đề là mình cũng các em coi ở trong Excel ấy, mình cũng để bên cạnh luôn. Thì thực ra cái này nó cũng giống như ở trên cái trình chiếu PowerPoint của mình thôi, để cho các em vừa 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 xem vừa tham khảo. Thì ở đây thì mình lấy cái trường hợp là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng, có nghĩa rằng là gì, ở cái cơ bản thì không có một cái giới hạn về lô đặt hàng, có nghĩa là gì, chúng ta đặt hàng sao cũng được, đặt hàng sao cho đáp ứng đủ cái nhu cầu trong kỳ là được. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có chẳng hạn như là mỗi lần đặt hàng chỉ đạt được đặt hàng tối đa bao nhiêu số lượng sản phẩm mà thôi. Thì nôm na là cái trường hợp gọi là gì, giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. Thì khi mà chúng ta coi ở cái mô hình cơ bản đây, các em coi cái mô hình, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, ở cái mô hình đặt hàng động winner và winning cơ bản này thì nó không có, nó chỉ có một số các giả thiết liên quan đến vấn đề là nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên, rồi giá đơn vị hàng hóa không thay đổi theo quy mô đặt hàng, thời gian từ khi đặt hàng cho đến lúc nhận được hàng là không, rồi không thiếu, không có thiếu về sản phẩm trong kỳ, tồn kho ban đầu bằng không. Thì đây là những cái giả thiết cơ bản đầu tiên của cái mô hình đặt hàng này. Thực ra thì ngoài những cái trường hợp mà mình đề cập ở đây, có một số trường hợp rất là phức tạp, chẳng hạn như là giá của đơn vị hàng hóa thay đổi theo quy mô đặt hàng, có nghĩa là gì, nếu mà chúng ta đặt hàng với số lượng lớn thì chúng ta sẽ có một cái sẽ có một cái gọi là gì, chiết khấu á, có nghĩa là giảm giá đó. Thì ở trong cái mô hình mà EOQ thì tôi nghĩ là các em trong quản trị sản xuất thì chúng ta cũng đã tính toán rồi. Tuy nhiên thì ở trong tính toán liên quan tới cái mô hình EOQ thì nó cũng khá là đơn giản mà thôi. Tuy nhiên thì ở cái mô hình đặt hàng động này thì khi mà chúng ta phân tích liên quan tới vấn đề là gì, price discount đó, có nghĩa là gì, giảm giá đó, theo quy mô lô đặt hàng thì nó rất là phức tạp. Do đó thì mình không có đưa vào đây, cũng như là gì, sự thiếu hụt về hàng hóa trong kỳ. Thì nó sẽ có một cái trường hợp chẳng hạn như là đặt hàng, nó sẽ có trường hợp là vì một lý do nào đó hàng hóa trong kỳ nó bị thiếu hụt từ nhà cung cấp hoặc là gì, từ nhà phân phối, hay là trong quá trình sản xuất, dẫn đến là tất nhiên là các em lưu ý là người trong nghiên cứu thì người ta chẳng hạn như là người ta phải scenario, có nghĩa là người ta phải tạo ra rất là nhiều các cái kịch bản để mà người ta nghiên cứu, để mà người ta phân tích cái mô hình này có hiệu quả hay không. Ở đây thì mình chỉ đề cập một số các cái trường hợp. Thực ra các cái trường hợp này thì thông thường ở trong các cái bài báo, nếu mà các bạn nào quan tâm á, thì người ta sẽ kết hợp lại, chẳng hạn như là họ kết hợp giữa
giữa giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng, họ kết hợp giữa rồi vừa giữa, có nghĩa là người ta kết hợp cả ba cái trường hợp này lại thành một cái vấn đề. Tuy nhiên thì mình cũng cố gắng kết hợp lại, nhưng mà khi mà chạy bằng cái phần mềm Excel Solver đó thì nó không ra, có nghĩa là nó không có, nó không xử lý được. Còn lại thì nếu mà sử dụng cái phần mềm Lingo đó, thì nó xử lý được. Thì đó lý do tại sao mà mình nói rằng cái mỗi mỗi phần mềm, đặc biệt là trong cái vấn đề mà thống kê, thì phần mềm nào mà càng càng rẻ thì cái khả năng phân tích của nó không cao. Do đó thì vấn đề là lúc đầu thì mình cũng cố gắng tạo ra một cái trường hợp, có nghĩa là kết hợp giữa storage space, có nghĩa rằng là gì, cái trường hợp storage space ở đây mình để cho các em, có nghĩa là giới hạn về dung tích chứa hàng hóa của kho hàng. Chẳng hạn như là trong trường hợp cái kho hàng hóa đó nó có một cái dung tích chứa hàng là chẳng hạn như là mét khối, đúng không ạ? Chẳng hạn như là nó chỉ chứa được khoảng là gì, 5.000 sản phẩm mà thôi, thì người ta gọi là giới hạn về cái không gian chứa hàng của cái kho hàng của nhà của người mua đó. Thì ở đây thì mình cũng đưa vào, hoặc là gì, giới hạn về về cái ngân sách, chẳng hạn như là ở mỗi kỳ thì chúng ta sẽ có một cái khoản tiền để mua hàng hóa, và một cái lượng tiền tối đa thôi. Thì ở đây thì mình cũng đề cập, thì ứng với mỗi, các em lưu ý là gì, ứng với mỗi trường hợp, chẳng hạn như là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng, thì các em sẽ thấy rằng trong tham số thì nó sẽ xuất hiện, chẳng hạn như ở đây có CT là kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép, đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái giả thuyết liên quan với vấn đề là ràng buộc. Tại vì vấn đề là gì, anh đặt hàng sao cho cái số lượng hàng mà anh đặt không được vượt quá cái kích cỡ lô hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì, khác với cơ bản thì nó chỉ có gì, không có sự thiếu hụt về hàng hóa sản phẩm mà thôi. Còn lại ở những cái trường hợp thì mình sẽ đưa ra các cái ràng buộc khác nhau, chẳng hạn như lượng đặt hàng cho phép là XT, có nghĩa là gì, số lượng đặt hàng mỗi lần trong thời gian T không được vượt quá CT IT. Trong đó IT, nếu mà trong thời IT nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, nếu trong kỳ đó, có nghĩa là nếu trong tháng đó chúng ta đặt hàng, đúng không? Thì tất nhiên rồi, đặt hàng thì cái số lượng đặt hàng thì nó sẽ không được vượt quá là CT như IT. Đó là chúng ta cần. Hoặc là cái phần mà gì, dung tích chứa hàng của kho hàng, thì ở đây thì dung tích, chẳng hạn như là ở đây sẽ có thêm các cái tham số, chẳng hạn W là tổng dung lượng lưu trữ trong kho hàng, có nghĩa là cái kho hàng nó có thể chứa được tổng cái dung lượng của nó chứa được hàng hóa là bao nhiêu. Cũng như là nó sẽ có thêm một cái tham số là F, có nghĩa là gì, dung lượng lưu trữ một đơn vị hàng hóa trong kho hàng. Thì liên quan đến vấn đề cũng tương tự như vậy, cái sự trong cái trong trong đây nó có một cái sự ràng buộc. Ở đây các em lưu ý là có cái, nó gọi là để mà xác định được cái dung lượng lưu trữ hàng hóa không vượt quá tổng cái dung lượng lưu trữ kho hàng, thì nó sẽ có một cái công thức gọi là gì, FIT. Trong đó F là gì, dung lượng lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong kho hàng, nhân cho IT. IT là gì, tồn kho cuối kỳ của thời gian, nhỏ hơn hoặc bằng cái gì, W. W là gì, tổng dung lượng lưu trữ trong kho hàng. Cũng như tương tự như là ngân sách, đúng không ạ? Có nghĩa là gì, nó sẽ trong phần tham số nó sẽ xuất hiện thêm một cái biến số, có nghĩa là một cái tham số gọi là BT. BT ở đây là gì, ngân sách mua sản phẩm trong thời gian T, chẳng hạn là tháng 1 cái doanh nghiệp đó họ có một cái lượng tiền là bao nhiêu đủ để mua hàng hóa. Thì ở đây chúng ta cũng phải có một cái sự ràng buộc là gì, ngân sách mua hàng, lượng đặt hàng, đúng không, số lượng đặt hàng là XT nhân cho cái gì, giá, đúng không ạ? Giá đơn vị hàng hóa, đây chi phí thu mua một đơn vị sản phẩm là PT, nhỏ hơn hoặc bằng BT. Thì đây là những cái ràng buộc đối với những cái trường hợp cụ thể sau. Còn lại thì một số các cái trường hợp nó khó hơn thì người ta sẽ kết hợp vừa cái dung lượng chứa hàng, vừa cái ngân sách mua hàng. Thì mình cũng lúc đầu mình nói rồi, lúc đầu mình cũng cố gắng đưa vào để cho các em phong phú hơn liên quan đến vấn đề phần thực hành. Tuy nhiên thì phần mềm ở đây thì khi mình kết hợp lại mình chạy thì nó không ra, thực ra là nó gọi nó không ra, tôi cũng không biết tại sao. Tuy nhiên thì tôi đưa vào cái phần mềm kia thì nó chạy nó lại ra. Thì hôm nay cho tôi có thể hiểu là gì, ở đây cái phần mềm này thì nó chỉ ở một mức độ đơn giản hóa thôi, mang tính chất là cho chúng ta biết được thôi. Chứ còn mà để ứng dụng, tôi nghĩ rằng là để ứng dụng trong cái vấn đề thực tế ở các cái doanh nghiệp, thì thông thường các em sẽ thấy là người ta sẽ có các cái phần mềm, đặc biệt là trong cái quản trị sản xuất. Nếu mà nói về phần mềm thì thầy cô có thể giới thiệu cho các em phần mềm POM á, là một cái phần mềm mà nó để sử dụng, đúng không ạ? Để mà phân tích liên quan tới vấn đề là số đặt hàng này rất là cụ thể. Trong POM nó có rất là nhiều mô hình,
À, chẳng hạn như là trong phần mềm đó, chẳng hạn như là chúng ta áp dụng mà nếu mà doanh nghiệp đó người ta thích cái mô hình EOQ thì khi mà chúng ta ấn vào EOQ nó sẽ ra một cái nó bằng bảng tính. Thì thực ra thì bảng tính là cái gì? Chúng ta sẽ nhập liệu các cái số liệu liên quan chẳng hạn như là về nhu cầu này, về chi phí đặt hàng này, về chi phí lưu trữ này, về chi phí thu mua này, cũng như các ràng buộc mà công ty chẳng hạn như là về ngân sách này, chẳng hạn như là về số lượng đặt hàng này, tối đa này, hoặc là chẳng hạn về dung tích chứa hàng này. Thì khi mà chúng ta nhập liệu vào đó thì tự động nó chạy mà thôi. Còn ở đây cái bảng tính như Excel thì chúng ta phải tính toán ra, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng cũng mang tính chất là gì tham khảo mà thôi. Do đó thì vấn đề là ở đây thì tôi tách ra các cái trường hợp các em lưu ý nghe, chứ thực ra thì trong thực tế thì nó sẽ là kết hợp lại. Do đó thì vấn đề khi thi thì cũng tương tự như vậy, khi thi thì tôi cũng không thể kết hợp lại. Tuy nhiên thì nó cũng dựa trên những cái bài này thôi. Tí nữa chúng ta làm bài một bài kiểm tra thì chúng ta sẽ nó cũng tương tự như vậy thôi. Các em biết. Rồi ở cái phần trước hôm qua thì mình giới thiệu cho các em đây mô hình cơ bản. Thì bao giờ nó cũng có bốn bước và lưu ý như thế này. Tí nữa chúng ta làm bài kiểm tra và chúng ta phải thực hiện cho mình đúng bốn bước. Chứ không phải rằng là chúng ta chạy trên Excel sau khi mà tôi chạy xong thì chúng ta cũng chạy không đúng. Chẳng hạn như là đây, chẳng hạn như cái bài hôm qua đó, tôi lấy ví dụ, chờ chờ mình một phút. Cái bài hôm qua mình gửi cho các em á, thì bên cạnh mình có giải đó là gọi x1, x2, x3, x4 đúng không ạ? Chúng ta phải xác định là gì, các cái biến quyết định là chúng ta phải gì, xác định được cái hàm mục tiêu ở đây là cực tiểu hay cực đại, chúng ta cũng phải xác định các cái ràng buộc đúng không ạ? Từ đó chúng ta mới giải thuộc tính. Thì các em khi làm cái bài thực hành số 2 mà mình gửi cho các em tí nữa chúng ta làm, thì chúng ta cũng phải thực hiện cho mình bốn bước, tránh cái trường hợp là chúng ta chỉ có giải cái bước cuối cùng. Để tôi đảm bảo rằng là các em đều, tại vì các em lưu ý như thế này, nếu mà chúng ta làm nếu mà bạn nào làm nhanh thì tôi cũng không cho phép điều đó, tại vì vấn đề ở chỗ là nếu mà chúng ta phân tích cụ thể từng bước một ra thì chúng ta chẳng hạn như là trong quá trình làm bài thi đi thì chúng ta cũng biết là chúng ta sai ở chỗ nào. Chứ nếu mà chúng ta mà thực hiện thẳng lên luôn Excel á thì nhiều lúc là chúng ta không biết được rằng là cái sai của chúng ta là ở chỗ nào. Do đó vấn đề là tránh cái trường hợp đó, thì chúng ta cũng như là gì để cho mình có thể chấm điểm một cách là gì dễ dàng trong các trong trong các cái bước, chẳng hạn như là từng bước mình sẽ chấm điểm cho các em. Thực ra thì mình cũng giới hạn cho các em trong vòng 2 bài mà thôi, và kết hợp của 4 cái hoạt động. Tuy nhiên thì mình sẽ chấm điểm dựa trên các cái bước, chẳng hạn như là có thể trong trường hợp, chẳng hạn như trong trường hợp chúng ta chạy cái phần mềm Solver không ra. Chẳng hạn như là ở các cái khóa trước, các em lưu ý là khóa trước thì cũng thi, thì thi là thi không phải thi online, có nghĩa là thi thi tự luận, có nghĩa rằng là gì, tôi cho phép các em sử dụng máy tính để chúng ta chạy. Tuy nhiên thì các em phải triển khai ra trên tờ giấy cho tôi, chẳng hạn như là các cái bước gọi, chẳng hạn như là bước 1 làm gì, đúng không? Chúng ta gọi x1, x2, x3, x4 đúng không? Chúng ta phải xác định được hàm mục tiêu cho tôi, chúng ta phải xác định được các cái ràng buộc của cho mình, và sau đó thì chúng ta sử dụng cái phần mềm Excel để mà ý là tôi nói là các khóa trước đó, các bạn sử dụng phần mềm Excel để chạy ra, sau khi chạy ra thì lại vẽ lại ở trên cái bài làm, thì tôi mới mới chấm điểm từng bước. Còn ở đây hiện nay thì chúng ta sẽ thi online cả các bước trên Excel, chứ chúng ta không có gửi cho mình bài làm nữa. Điều đó có nghĩa là nhiều trên Excel các em sẽ để một cái phần, các em lưu ý như thế này, các em phải để một cái phần giống như tôi đây này. Các em phải, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là bước 1 là tôi lấy ví dụ tôi lỡ để này qua bên bước 1 là các em chẳng hạn như các em bôi bôi trắng ở đây đúng không? Bước 1 là gọi cái gì đó, đâu từ từ. Đây, chẳng hạn như là bước 1 các em sẽ ghi rõ cho tôi là bước 1 đúng không? Bước 1 này. Bước 1 hoặc là các em làm ở trong cái quật rồi các em gửi cho mình đúng không ạ? Rồi xác định đúng không? Chúng ta phải xác định các cái biến, chẳng hạn như là chúng ta gọi này, x1 này, x2 này, vân vân, thì chúng ta phải triển khai cho mình. Tránh trường hợp là chúng ta chỉ làm một cái trên cái bảng tính Excel. Nhớ nha. Các bạn nghe mình nói không? Để có này.
Nhớ nha, triển khai ra hết thì mình sẽ chấm điểm từng bước một. Chẳng hạn là chúng ta có hai bài 10 điểm thì chẳng hạn như là nếu nó sẽ có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta sẽ chạy không ra. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà vấn đề là tôi sẽ tất nhiên là vì một lý do, tất nhiên là vì sai rồi đúng không ạ? Nhưng điều đó có nghĩa rằng là nếu mà các em chỉ gửi cho mình cái bản tính mà lại là làm chạy không ra trong khoảng thời gian cho phép đi. Rồi thế là mình không thể nào chấm điểm được, có nghĩa là chúng ta mất hết điểm môn đó, mà cái bài đó. Tuy nhiên thì ở đây thì các em là gì? Bước 1 tôi thấy rằng là bước 1 các em làm đúng, tôi cho chấm điểm. Bước 2 các em làm đúng, xác định cho tôi hàm mục tiêu là gì, tôi chấm điểm. Bước 3 là ràng buộc. Tuy nhiên thì chạy thì nó sẽ có một số vấn đề, chẳng hạn như là các em quét giữa các, chẳng hạn như chúng ta dùng hàng sum product đi, chúng ta quét lố ra một cái ô là coi như là nó không chạy được nữa rồi, hoặc là gì các cái ràng buộc đúng không ạ? Do đó thì vấn đề là để tránh trường hợp đó, thì tôi cũng không có mong muốn chúng ta không chạy ra. Đối với những cái bài của tôi thì đảm bảo rằng là nếu mà chúng ta làm đủ đủ các bước thì đảm bảo thì chúng ta sẽ chạy ra mà thôi. Do đó thì vấn đề là các em nhớ nha, triển khai ra, tránh cái trường hợp thì triển khai trên Excel luôn thì rất phức tạp. Tuy nhiên thì vấn đề là khi mà hướng dẫn cho các em thì các em sẽ phải, tôi sẽ cho tôi chỉ hướng dẫn trên cái Excel mà thôi. Thì đây, ở đây tôi có một cái bài. Chúng ta đây là giả thiết nha, chẳng hạn như là tôi có một cái sản phẩm A, tôi lấy ví dụ như là sản phẩm A. Ở đây thì chúng ta chỉ xét một cái đơn vị sản phẩm mà thôi, một sản phẩm đơn lẻ mà thôi, sản phẩm A, sản phẩm A đi. Chúng ta có hết cái bài thực hành Excel rồi phải không? Các em có thể tham khảo cái này. Bài này là tôi đã chạy ra hết rồi, có nghĩa rằng là 7 chẳng hạn như là 76761 là tôi đã chạy ra hết rồi. Thì ở đây là giả thiết này, đây tất cả những cái phần này gọi là giả thiết đây. Tôi đỏ lên đây đúng không ạ? Nó là giả thiết. Giả thiết là gì? Trong thời gian A đúng không? Chúng ta xem xét một cái sản phẩm là A. Các em lưu ý như thế này, khi thi thì cái đề là tôi sẽ cho ở trên giấy, có nghĩa không, tôi không, tôi đánh dưới dạng Word và dưới dạng là đề giống như là truyền thống, và các em đọc cái đề đó xong các em phải triển khai lên đây đúng giống như tôi vậy này. Thì chứ tôi lại không có cho các em như thế này nhé. Còn ở đây thì tôi triển khai luôn để cho các em nắm. Thì ở đây là gì? Có một sản phẩm A đúng không ạ? Và thời gian ở đây là gì? Tôi lấy theo tháng đi, thời gian đây là tháng đi đúng không? Rồi, ở đây là tháng 1 có 22 tháng, là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 đúng không ạ? Nhu cầu trong từng tháng đây, nhu cầu trong sản phẩm là D, đúng không ạ? Là 200 này, 250. Thì các em lưu ý rằng là gì? Ở cái mô hình đặt hàng động này thì nó có một cái khái niệm là cái nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên, nó không có xác định và đều. Có trường hợp nó đều, có nghĩa rằng là nó tăng giảm một cách đều, nhưng mà ở đây thì các em lưu ý rằng là gì? Nó thay đổi thất thường, nó không có đều, nó là ngẫu nhiên đúng không? Nhu cầu về sản phẩm A trong tháng 1 là gì? 200 đúng không? Nhu cầu về sản phẩm B trong tháng 2 là gì? Sản phẩm A trong tháng 2 là 250, tháng 3 là gì? 220, tháng 4 là 270. Sản phẩm đơn vị đi, tôi lấy là một sản phẩm đi nha. Rồi đây chúng ta có 12 tháng rồi. Chi phí đặt hàng, chi phí đặt hàng ở tháng 1 là 20, có nghĩa rằng là gì? Ở cái mô hình đặt hàng động này khác với lại cái mô hình EOQ. Mô hình EOQ thì thông thường người ta cho rằng cái chi phí đặt hàng và chi phí lưu trữ là giống nhau trong suốt cái trong trong suốt kỳ. Chẳng hạn như là chi phí đặt hàng 20 thì đây 20 20 20 20 20. Và cái lưu ý như thế này, cái mô hình EOQ thì thông thường người ta xác định dựa trên năm, có nghĩa là annual, nghĩa là hàng năm, còn ở đây là theo tháng. Các em lưu ý nha. Chi phí đặt hàng, mình tiếp tục nghe. Chi phí đặt hàng ở tháng 1 là 20, 21, 25, thì thực ra đơn vị là đô đi, cho các em dễ hiểu. Rồi chi phí lưu trữ có nghĩa là gì? Lưu trữ một cái sản phẩm A ở tháng 1 là gì? 0.05 đô.
ở đây thì tôi lấy cái đơn vị là đô la Mỹ đi cho nó nhỏ. Rồi chi phí mua hàng đúng không ạ? Một đơn vị sản phẩm là 30. Đây là cái đề cho. Rồi tồn kho đầu kỳ có nghĩa là gì? Tồn kho ban đầu của cái sản phẩm A này là bằng 0, tương ứng với lại là gì? Đây, giả thiết chúng ta thấy không? Tồn kho ban đầu bằng 0, được chưa? Thì bước thực ra là gì? Cái bước chúng ta căn cứ vào cái đây, cái bước thứ hai là chúng ta xác định. Cái bước đầu tiên là gì? Chúng ta xác định cho tôi cái biến quyết định. Biến quyết định thứ nhất là gì? IT là tồn kho cuối kỳ của thời gian T. Rồi XT là lượng đặt hàng của mỗi lần trong thời gian T. IT là biến giả bằng một hoặc nếu mà số lượng. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Khi mà chúng ta triển khai ở trên cái bảng tính Excel này thì tồn kho cuối kỳ thì tất cả các em lưu ý là gì? Tôi xóa hết nha. Thì chẳng hạn như là các em chẳng hạn khi mà chúng ta làm chúng ta gọi nè, gọi Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 đúng không? Y10, Y11, Y12. Chúng ta phải làm như triển khai ra là cái gì? Là tồn kho cuối kỳ trong khoảng thời gian 1 cho đến 12 đúng không ạ? Tương tự như vậy, điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có 12 biến. Đây, 12 biến liên quan tới cái tồn kho cuối kỳ đúng theo cái mô hình đặt hàng đồng. Cái thứ hai là chúng ta gì? Xác định cho tôi cái số lượng đặt hàng thì chúng ta cũng gọi. Ở đây có bao nhiêu x, có 12x, cũng tương tự như vậy, gọi x1, x2, x3, x8, x9, x10, x11, x12. Lần lượt là gì? Số lượng sản phẩm A đặt hàng trong thời gian là gì? Tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho đến tháng 12. Đúng không ạ? Rồi, tương tự như vậy, gọi Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12. Đúng không ạ? Đây. Tương ứng các em mở ngoặc ra là bằng 1 đúng không? Bằng 1. Đây. Bằng 1 tất cả đúng không? Y1, Y đến Y12 bằng 1 nếu số lượng sản phẩm được đặt hàng trong số lượng sản phẩm được đặt hàng trong thời gian từ 1 đến 12. Còn khác có nghĩa là gì? Bằng 0, có nghĩa là gì? Nó không có xác định số lượng thì nó sẽ bằng 0. Rồi. Tới đây có ai thắc mắc về vấn đề cái bước 1 là xác định các biến quyết định chưa? Chúng ta đã rõ chưa? Các bạn có nghe mình nói không? Dạ rồi ạ. Được không? Chúng ta hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, có bạn nào không hiểu không? Không trả lời, coi như là chúng ta đều hiểu hết nha. Rồi, đó là các cái biến. Đây, chúng ta các bước đã biết rồi. Bước đầu tiên là các em phải gọi cho tôi. Khi mà tôi chấm điểm á, thực ra thì khi càng vô sâu á, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nó có rất là nhiều biến. Có tới nếu mà chúng ta vào cái phương pháp rồi gì là gì, thiết kế cái mạng lưới chuỗi cung ứng thì nó có thể lên tới 20-30 biến cơ. Tuy nhiên thì vấn đề là gì, cần phải xác định rõ cụ thể là chúng ta đang xác định bao nhiêu biến để mà chúng ta có chúng ta mới làm đúng được. Nếu mà chúng ta không xác định được thì đảm bảo là gì, chúng ta không thể làm được. Ở đây thì chúng ta thấy không, tất cả là 12 biến Y1 có nghĩa là tồn kho cuối kỳ, 12 biến là X1 cho đến X12 liên quan đến số lượng đặt hàng trong từng tháng đúng không, và cái biến giả thì là Y1 cho đến Y12. Điều đó có nghĩa là chúng ta có 12 nhân 3 là 36 biến. Thì ở đây các em lưu ý là gì, khi mà chúng ta triển khai khi mà chúng ta triển khai trên Excel thì chúng ta ở đây thì mình đã thiết kế cho các em rồi, chúng ta cũng không cần phải tùy theo các em đó. Đây là cái của mình tự thiết kế ra. Tuy nhiên thì bạn nào có một cái cách thiết kế khác thì đảm bảo sao cho mà chúng ta chạy được thì tùy mình thôi, tùy các bạn thôi. Ở đây thì mình cụ thể ra chẳng hạn như là biến quyết định, nôm na là các em phải có gọi đúng không. Cái thứ hai chúng ta phải xác định cho tôi được cái ràng buộc đúng không ạ? Bước thứ hai đúng không, các cái ràng buộc. Chúng ta xác định cái hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu bước thứ hai là hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu ở đây là gì? Là tổng chi phí bằng chi phí mua hàng cộng cho chi phí đặt hàng cộng cho chi phí lưu trữ. Đây thì ở đây là hàm mục tiêu. Đây tôi tô đỏ lên đây nè, thì gồm có chi phí mua hàng đúng không, chi phí lưu trữ
chi phí đặt hàng và tổng chi phí. Tổng chi phí thì bằng ba cái chi phí này cộng lại. Đây chúng ta lưu ý nè, thì các em nhấp vào cái ô chẳng hạn như là chi phí mua hàng đây, 7650 đây, chúng ta nhấp vào. Thì thực ra ở đây chúng ta thấy không, chi phí mua hàng bằng tổng, đúng không ạ? PT nhân cho XT. PT là gì? PT là chi phí thu mua, chứ có nghĩa là chi phí giá của một đơn vị sản phẩm trong thời gian T. Nhân cho XT. XT là gì? Là số lượng đặt hàng trong thời gian T. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có 12 cái chúng ta có 12 cái X, từ X1 cho đến X12 tương ứng với lại là chi phí mua hàng, đúng không ạ? Từ tháng 1 đến tháng 12 đây, chúng ta thấy chi phí mua hàng không? Có một cái đặc điểm là chi phí mua hàng ở từng tháng thì nó không thay đổi, 30 30 30 30 30, đúng không ạ? Thì để có thể tính được tổng cái chi phí mua hàng thì chúng ta bàn, đúng không? Hôm qua mình giới thiệu cho các em rồi. Đáng lẽ là chúng ta lấy từng bước, chẳng hạn như là chúng ta có cái cột 12 đây là X1, lúc nãy chúng ta đã gọi đúng không? X1 này nhân cho cái gì? Nhân cho B7 này, đúng không ạ? B12 nhân cho B7 này, cộng cho này, đúng không ạ? Tương tự tiếp theo, đúng không? C12 nhân cho gì? C7, đúng không? Tương tự như vậy. Tuy nhiên thì hôm qua mình giới thiệu cho các em có một cái hàm, đó là hàm sum product, đúng không ạ? Hàm sum product, đúng không ạ? Thì nó sẽ gì? Chúng ta sẽ quét hai cột, chẳng hạn như là một cột về số lượng đặt hàng. Tất nhiên khi mà chúng ta quét thì chúng ta phải lưu ý rằng là gì, nó có 12 cột thì chúng ta phải quét đúng 12 cột, đừng có quét quá, đúng không? Nó nhớ nha, đừng có quét quá, đừng có quét qua đây, cũng đừng có quét thiếu. Nếu mà thiếu thì nó sẽ gì? Nó không xác định. Ở đây chúng ta phải, đó lý do tại sao mà các em khi làm chúng ta cũng cần phải chú ý một tí, để tránh cái trường hợp là chúng ta, nếu mà chúng ta quét mà nó vượt quá là nó không có ra đâu, chúng ta chạy nó không có ra đâu. Đây. Chúng ta quét này, đúng không ạ? Rồi, chúng ta phết một phát theo đúng cái công thức đây. Chúng ta thấy không? Sum product array 1, array 2, array 3, array 4, được chưa? Thì chúng ta quét này. Ở đây chúng ta lấy không? Thằng này nhân thằng nào? Chi phí mua hàng, quét cái thằng chi phí mua hàng, chúng ta thấy này, từng thằng nhân với nhau cộng lại với nhau gọi là sum product, thấy không? Chúng ta thấy hai cột rồi. Chúng ta đóng ngoặc lại, enter, đúng không ạ? Tương tự như vậy, chi phí lưu trữ đâu? Chi phí lưu trữ thì nó bằng cái gì? Chúng ta cứ căn cứ ở đây mình để công thức cho chi phí lưu trữ thì bằng H nhân cho IT. HT là gì? Chi phí lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong thời gian T, đúng không ạ? Nhân cho gì? Tồn kho cuối kỳ trong thời gian T, IT. Vậy ở đây chúng ta có chưa? Chúng ta thấy chưa? Đây, ở đây là tồn kho cuối kỳ này, đúng không ạ? Đây, đây là cái cột tồn kho cuối kỳ này, đúng không? Ta bằng, cũng tương tự như vậy. Và chi phí lưu trữ là đây, đúng không? Cột chi phí lưu trữ này, tháng 1 là gì? Một sản phẩm lưu trữ trong tháng 1 sẽ là gì? Phải trả một cái chi phí lưu trữ là 0.05 này, 0.04 này, 0.05 này, đúng không ạ? Đây, bằng sum cũng tương tự. Ở đây tránh, thực ra thì khi mà những cái mô hình phức tạp thì nó còn có rất là nhiều cái hàm. Tuy nhiên thì ở đây thì mình chỉ đơn giản hóa là cái hàm sum product cho các em thôi, để tránh vấn đề là chúng ta không nhớ hàm khi mà tôi đưa quá nhiều thứ vào. Thì ở đây thì các em chủ yếu là chúng ta chỉ áp dụng cái hàm sum product. Rồi, chi phí lưu trữ bằng tồn kho cuối kỳ trong thời gian T. Đây, T1 cho đến T12, đúng không ạ? Nhớ nha, khi mà chúng ta quét thì chúng ta cần phải cẩn thận. Nhân cho đây chi phí lưu trữ, khi mà chúng ta nhân cho thì nó mới ra được nha. Rồi, tương tự đây nó, đúng không? Chẳng hạn như ở đây tôi dư một cái, đúng không? Enter. Cũng tương tự như vậy, chi phí đặt hàng thì chúng ta cứ coi lại công thức chi phí đặt hàng là OT nhân cho IT, đúng không? Với OT là chi phí đặt hàng cho một đơn vị trong thời gian T. Với IT, nếu IT bằng 1, nếu gì? Nếu mà trong tháng 1 có đặt hàng. Điều đó có nghĩa là chúng ta lấy OT nhân cho IT. Đây. Tương tự này, bằng sum, đúng không? Product. OT đâu? OT đây. Chẳng hạn như là chi phí đặt hàng đây, tôi để chữ O đó. O đó, đúng không ạ? Đó chúng ta phải, khi mà chúng ta quét chúng ta để ý một tí, tại vì vấn đề nếu mà chúng ta không quen thì nó hay chạy lắm. Rồi, nhân cho gì? IT đây, IT ở biến giả tôi để ô màu vàng đây, các em lưu ý nhớ nha, đúng không ạ? Enter. Rồi, cái này bằng gì? Sum, đúng không ạ? Tổng chi phí thì bằng sum của ba thằng này cộng lại, mình dùng hàng sum thôi. Rồi, enter xong.
À, các em lưu ý rằng là gì, khi mà chẳng hạn như là các cái bài, chẳng hạn như bài thực hành mà tí nữa chúng ta làm thì tôi sẽ kiểm tra từng từng ô một nghe, để coi thử là chúng ta đã sử dụng có đúng chưa, chẳng hạn như là sum là gì nó ra có đúng không. Tất nhiên là và chúng ta cũng cố gắng là nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta hỏi nhé. Rồi, đây là hàm mục tiêu. Tôi đã xác định xong hàm mục tiêu. Thực ra khi các em triển khai trên giấy đây, lưu ý như thế này, đây là tôi triển khai trên Excel. Khi các em triển khai trên giấy thì hàm mục tiêu thì các em phải ghi ra cho tôi hàm mục tiêu là gì. Nó rất là dài, chúng ta lấy gì, Y1 nhưng cái gì, ở đây tôi lấy ví dụ như là lúc đó cho các em phải ghi được cho tôi là gì, đúng không. Này chúng ta gọi Y1 là tồn kho cuối kỳ, đây là chi phí mua hàng thì nó sẽ bằng là gì, số lượng đặt hàng nhân cho chi phí mua hàng, thì các em phải lấy đi 30x1 cộng cho 30x2 cộng cho 30x3 cộng cho 30x4 cộng cho 30x5 cộng cho 30x6 cho đến gì, cộng cho 30x7 nha. Xong rồi cộng tiếp, đây các em phải triển khai cho tôi được cái hàm mục tiêu đó thì tôi mới cho điểm đấy. Đây HI, HT nhân IT liên quan đến chi phí lưu trữ, thì ở đây các em phải xác định cho tôi được là gì. Lúc nãy chúng ta gọi là gì, lưu trữ là tồn kho cuối kỳ là Y1 đúng không. Chi phí lưu trữ là bao nhiêu, cộng tiếp này 0,05 nhân cho Y1 cộng cho 0,04 nhân cho Y2 cộng cho 0,05 nhân cho Y3 cộng cho, đó là lý do tại sao mà tí nữa các em làm cái bài kiểm tra thì các em phải triển khai cho tôi các bước như vậy. Đó là cái bước thứ hai, sau đó các em phải triển khai được trên đây trên Excel, đó là cái bước thứ hai. Chúng ta vẫn nghe mình nói chứ? Dạ có này. Có hiểu không? Dạ, sơ sơ. Rồi, tới đó là được rồi đúng không? Thật ra thì chúng ta thấy rằng là chúng ta dựa trên cái công thức để chúng ta triển khai ra thôi, chứ không 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 có khó đâu. Công thức thì các em lưu ý rằng là gì, chúng ta được mở sách mở vở, kể cả khi thi tôi cũng để cho các em tham khảo những cái bài trước đây tôi làm mà, tôi hướng dẫn cho các em. Nên vấn đề là chúng ta quan trọng nhất của chúng ta là gì, chúng ta phải thực hành nhiều, chứ chứ lại chúng ta không cần phải nhớ, giống như những cái môn mà chúng ta không được mở tài liệu thì dẫn đến là chúng ta phải nhớ công thức rất là mệt mỏi. Ở đây thì tôi không yêu cầu vấn đề đó, ở đây tôi chỉ yêu cầu các em là gì, triển khai đúng, làm đúng, ra được cái đáp án. Nói chung là khi mà chúng ta triển khai hết, ở đây là cái mô hình đơn giản thì đảm bảo khi mà chúng ta triển khai đúng thì nó sẽ ra thôi. Còn khi mà tôi thực ra thì hiện nay tôi cũng đang làm một cái đề tài, cả tháng nay tôi chạy một cái mô hình liên quan tới vấn đề làm thiết kế chuỗi cung ứng, tôi chạy cả tháng nó chưa ra, nó rất là phức tạp, tại vì vấn đề liên quan tới vấn đề là nó rất là nhiều biến, có tới hàng trăm biến, nhưng đó chạy rất là khó. Tuy nhiên thì ở những cái bài này thì khá là đơn giản thôi, do đó các em cũng cố gắng một tí rồi chúng ta sẽ hoàn thiện. Rồi tiếp theo nghe. Bước thứ ba chúng ta phải xác định đúng không, hai bước rồi. Thực ra có mỗi bước dạy, các em lưu ý rằng như thế này, chúng ta có hai bài, mỗi bài 5 điểm. Thì chẳng hạn như là chúng ta triển khai ba bước như vậy thì tôi mỗi bước như vậy chúng ta đã được một điểm. Còn lại nếu mà các em chỉ dừng lại ở mức độ chạy trên Excel thì tôi chỉ cho các em 2 điểm mà thôi. Do đó thì các em cố gắng triển khai hết cho tôi 4 bước, mỗi bước chẳng hạn như là bước các cái bước mà chúng ta ghi ghi ra đó, thì mỗi bước là 1 điểm. Và cái bước cuối cùng là chúng ta triển khai trên Excel, thì mình sẽ, nếu mà đúng đúng theo kết quả mà mình kiểm tra thì các em sẽ được 2 điểm. Và thực ra thì hai cái khóa mà mình hướng dẫn vừa rồi thì các bạn chạy rất là tốt, tại vì vấn đề là cái mô hình đặt đặt hàng động này, đợt trước thì tôi cũng hướng dẫn cho các bạn liên quan tới vấn đề là cái mô hình EOQ thôi. Tuy nhiên thì chúng ta là cái khóa đầu tiên mà tôi, tại vì tôi cũng đang viết một cái cuốn sách ứng dụng cái mô hình bản tính trong quản trị chuỗi cung ứng, thì tôi đưa cái mô hình này vào. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi cũng sẽ cố gắng là hướng dẫn cho các em một cách cụ thể, để tránh trường hợp chúng ta không hiểu. Nó cũng khá là đơn giản thôi, dựa trên công thức chúng ta triển khai ra mà thôi. Rồi. Đến cái bước thứ ba liên quan đến vấn đề là tồn kho, liên quan đến vấn đề là ràng buộc. Thì ràng buộc thực ra là tồn kho cuối kỳ, ở đây người ta gọi rằng là nó gọi là cân bằng, đây cân bằng cung cầu trong kỳ, có nghĩa rằng là đảm bảo sao cho cái lượng hàng vào và ra. Có nghĩa rằng là vào có nghĩa là gì, cung ứng, có nghĩa là chúng ta mua hàng vào đáp ứng đủ cái nhu cầu trong kỳ, thì người ta gọi là gì, cân bằng cung cầu trong kỳ. Thực ra cân bằng cung cầu trong kỳ chính là tồn kho cuối kỳ,
Có nghĩa rằng là gì? Nó sẽ bằng cái gì? Đây, chúng ta có công thức cân bằng cung cầu trung kỳ sẽ bằng là gì? IT trừ 1 cộng cho XT trừ cho DT. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Ở đây, ở cái tháng 1 là cái tháng đầu tiên, thì nôm na chúng ta sẽ áp dụng này bằng nè. Tồn kho đầu kỳ có nghĩa là tồn kho ban đầu của tháng 1 đây, đúng không? Chúng ta có tồn kho theo giả thiết là gì? Tồn kho ban đầu bằng không. Tại vì vấn đề là chúng ta coi như là cái năm vừa rồi chúng ta hết rồi, chúng ta bắt đầu đặt hàng ở tháng 1. Tháng 1 coi như là gì? Là giống như là chúng ta khởi sự gì đó, bắt đầu, thì lúc này là trong kho của chúng ta không có hàng hóa. Điều đó có nghĩa là gì? Coi như là gì? Tồn kho đầu kỳ bằng không. Thì nôm na ở đây chúng ta hiểu là gì? Ở đây chúng ta có thể áp dụng công thức này. Đây, đây. Tôi quay lại qua cái công thức các em tới nè. TI0 đúng không? Ở đây chẳng hạn như là tháng 1 là I1 bằng I đúng không? Của 1 trừ 1 là 0 đúng không ạ? Cộng cho gì? X1 trừ cho DT D1. Thì nôm na chúng ta hiểu là gì? I0 ở đây là gì? Tồn kho ban đầu. Mà tồn kho ban đầu đây, giả thiết cho rằng về tồn kho ban đầu bằng 0. Thì ở đây chúng ta áp dụng công thức này bằng này đúng không? Tồn kho ban đầu đây đúng không ạ? Cộng cho cái gì? Còn đây chúng ta quay lại cái công thức đúng không ạ? XT là gì? Cái số lượng đặt hàng trong thời gian tháng 1 đi, đúng không ạ? Số lượng đặt hàng là X1 đúng không? Chúng ta cộng cho X1 được chưa? Trừ cho đúng không ạ? Trừ cho cái gì? Nhu cầu sản phẩm trong tháng 1. Nhu cầu sản phẩm trong tháng 1 là bao nhiêu? Đây. Các em thấy chưa? Enter ra. Được chưa? Chúng ta không quan tâm số âm số dương gì hết, chúng ta cứ tính toán bình thường được chưa? Đây. Rồi tương tự như vậy ở đây, chẳng hạn như là chúng ta sẽ tính này, tương tự như vậy này, tồn kho đúng không ạ? Cân bằng cung cầu trong kỳ thì nó sẽ bằng gì? Tồn kho đầu kỳ tháng 2 đây đúng không ạ? Cộng cho gì? Cộng cho số lượng đặt hàng ở tháng 2 đúng không ạ? Trừ cho gì? Nhu cầu sản phẩm tháng 2 đúng không? Và có một cái đặc điểm đúng không? Tồn kho đầu kỳ tháng 2 bằng gì? Bạn nào trả lời giùm mình được một cái, tồn kho đầu kỳ tháng 2 bằng gì? Dạ bằng không. Tồn kho đầu kỳ tháng 2 đúng không? Giả thiết đề bài cho rằng là gì? Tồn kho đầu kỳ tháng 1 là tồn đầu kỳ ban đầu là bằng không. Vậy tôi hỏi cái tồn kho đầu kỳ tháng 2 bằng mấy? Bằng tồn kho cuối kỳ tháng 1. Hả? Bằng tồn kho cuối kỳ tháng 1. Chính xác, bằng tồn kho cuối kỳ tháng 1. Có nghĩa rằng sao? Chẳng hạn như là cả một cái tháng 1 đúng không? Chúng ta chẳng hạn chúng ta đặt hàng rồi đúng không? Chúng ta bán sản phẩm rồi, thì tất nhiên là nếu mà chúng ta còn lại là gì? Cuối kỳ của tháng 1 chính là gì? Đầu kỳ của tháng 2 đúng không ạ? Chẳng hạn như là hết tháng 1 rồi thì bắt đầu là gì? Qua tháng 2 thì đầu kỳ tháng 2 là gì? Tồn kho dự trữ. Tồn kho dự trữ tháng 2 thì gì? Chính là bằng gì? Tồn kho cuối kỳ tháng 1 đúng không ạ? Chính xác. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta thấy rằng là gì? Đây, nó không phải bằng không đâu nha. Điều đó có nghĩa là tồn kho, đây nè, chúng ta thấy không, tồn kho đầu kỳ tháng 2 nó sẽ bằng gì? Tồn kho cuối kỳ. Thực ra ở đây chúng ta có một cái công thức nữa. Chúng ta chưa thể xác định được tồn kho cuối kỳ đúng không? Thực ra tồn kho cuối kỳ nó bằng cái gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ. Theo cái công thức này thì thực ra thì một số bài đơn giản hóa tôi để cái này là gì? Tồn kho cuối kỳ. Nhưng mà vấn đề là theo công thức thì tôi sẽ triển khai ra cho các em dễ hiểu. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng gì? Khi mà chúng ta xác định được cân bằng cung cầu trong kỳ thì chúng ta sẽ gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ này chính là gì? Tồn kho cuối kỳ. Có nghĩa rằng là gì? Tồn kho cuối kỳ ở cái ô vàng này nó sẽ bằng cái này. Đây, bằng cái này. Được chưa? Và tồn kho đầu kỳ tháng 2, lúc nãy bạn Nguyên có nói rồi, là bằng gì? Tồn kho cuối kỳ tháng 1. Đây, tồn kho cuối kỳ đúng không? Tháng 1 là đây bằng cái này. Điều đó có nghĩa là gì? Tồn kho đầu kỳ tháng 2 sẽ bằng cái gì? Tồn kho cuối kỳ tháng 1, được chưa? Chúng ta thấy được chưa? Tương tự như vậy. Bắt đầu chúng ta tính tiếp. Có nghĩa là từ đây chúng ta có thể kéo ra này. Điều đó có nghĩa là gì? Tương tự như vậy chúng ta sẽ kéo ra, kéo ra thì nó sẽ tương tự như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? Ở đây chúng ta có thể kéo ra. Từ từ nghe, rồi tôi tính tiếp này. Cân bằng cung cầu trong kỳ tháng 2 có nghĩa là gì? Chúng ta lấy là tồn kho đầu kỳ này đúng không? Đầu kỳ tháng 2 này cộng cho gì? Số lượng đơn vị đặt hàng tháng 2 này đúng không ạ? Trừ cho cái gì? Nhu cầu sản phẩm tháng 2. Đây, enter. Và tới đây các bạn có thể kéo ra. Và tương tự như vậy thì tồn kho cuối kỳ tháng 2 sẽ bằng gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ. Đây, bạn. Rồi tới đây chúng ta có thể kéo ra này. Kéo ra.
thì tương ứng là gì? Ở đây chúng ta thấy này, tồn kho rồi, ở đây chúng ta cũng có thể kéo ra. Cái thằng ở trên nó lại bằng cái thằng ở dưới này, chúng ta kéo thằng dưới này, được chưa? Đây, điều đó có nghĩa là chúng ta thấy này, tồn đây, tồn kho đầu kỳ của tháng 3 đúng không? Bằng gì? C11, C11 đâu? Đây, điều đó có nghĩa là gì? C11. Sau đây, đây C11, đây C11 đây. Mà C11 thì nó bằng bao nhiêu? Bằng C17. Đây, được chưa? Các em hiểu ý chưa? Tới đây, tương tự như vậy, tồn kho đầu kỳ tháng 4 đúng không ạ? Là D11 bằng D11, D11 là đây. Có nghĩa là bằng gì? Tồn kho cuối kỳ tháng 3 đó, đúng không ạ? Mà tồn kho cuối kỳ tháng 3 thì bằng gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ tháng 3 là bằng cái này. Đó. Đó, chúng ta cứ tương tự đó, lý do tại sao mà sử dụng mảng tính Excel thì chúng ta có thể kéo ra thì nó sẽ chạy theo công thức, được chưa? Được chưa? Chúng ta cứ kéo ra. Rồi, hỏi lại. Tới đây thì liên quan cái tồn kho cuối kỳ này các bạn đã hiểu chưa? Ai chưa hiểu không? À, mình làm lại, ok, làm lại chỗ nào tới ơi, xác định cái tồn kho cuối kỳ đúng không? Cái đầu tiên thôi này, rồi bây giờ mình cứ tính nha, rồi mình được ra đây nè. Cái bước đầu tiên là các em phải tính cái cân bằng cung cầu trong kỳ trước, hiểu không? Có nghĩa là chúng ta phải tính cái cân bằng cung cầu trong kỳ, có nghĩa là gì? Chúng ta phải tính cái lượng hàng ra vô đúng không ạ? Và vào có nghĩa là chúng ta mua vào, và ra là có nghĩa là chúng ta bán ra, thì chúng ta phải gì? Người ta gọi là trong có nghĩa là người ta có thể sử dụng một cái thuật ngữ là tổng tổng tồn kho, nhưng ở đây thì người ta sử dụng cái thuật ngữ gọi là inventory balancing, có nghĩa là liên quan tới vấn đề là cân bằng cung cầu trong kỳ. Thực ra cân bằng cung cầu trong kỳ này nó chính là gì? Tồn kho cuối kỳ. Thì các em lưu ý, bao giờ chúng ta cũng tính bước này thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Đây, tồn kho cân bằng cung cầu trong kỳ đúng không, sẽ bằng này, tồn kho đầu kỳ, tại vì vấn đề là giả thiết người ta cho rằng gì? Tồn kho ban đầu đúng không, giả thiết tồn kho ban đầu bằng không, đây bằng không, thì cân bằng cung cầu trong kỳ nó sẽ bằng là gì? Tồn kho đầu kỳ đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Lượng tồn kho đầu kỳ trong tháng 1 đúng không ạ? Mà lượng đầu kỳ, lượng tồn kho đầu kỳ trong tháng 1 gì? Giả thiết của mô hình này là cho bằng không, có nghĩa là trong kho chúng ta không có sản phẩm nào cả đúng không ạ? Cộng cho đúng không ạ? Có nghĩa là lượng hàng vào, lượng hàng vào có nghĩa là gì? Bao gồm gì? Tồn kho ở trong, có nghĩa là lượng hàng của chúng ta có trong kho trước đã nè, và cái thứ hai là gì? Là cái số lượng hàng hóa chúng ta đặt trong khoảng thời gian đó đúng không? Cái số lượng hàng hóa mà chúng ta đặt trong khoảng thời gian đó là gì? Là x1 đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Cái lượng hàng hóa vào trong kho đúng không? Trừ cho cái gì? Trừ cho cái nhu cầu, có nghĩa là cái lượng hàng hóa mà chúng ta bán ra cho khách hàng. Ở đây là gì? Nhu cầu sản phẩm là gì? 200 đúng không? Thì chúng ta sẽ xác định được cái gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ đúng không? Và cái cân bằng cung cầu trong kỳ này thì nó chính là gì? Đây, nó chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng tồn kho cuối kỳ. À đây. Đó, ở đây bảng tính Excel thì tôi bằng mà B17, được chưa? Enter ra, được chưa? Tương tự như vậy, chúng ta tính đúng không ạ? Chúng ta tính nè, tồn kho, chúng ta lại tính tiếp tục là cân bằng cung cầu trong kỳ của tháng 2 đúng không? Cân bằng cung cầu trong kỳ của tháng 2 nó sẽ bằng gì? Tồn kho đầu kỳ của tháng 2 đúng không ạ? Đây, cộng cho đúng không ạ? Số lượng đặt hàng, sản phẩm trong tháng 2 trừ cho gì? Nhu cầu sản phẩm, có nghĩa rằng là gì? Đó. Nhưng mà có một cái đặc điểm là gì? Chúng ta cần phải xác định được nhu cầu sản phẩm của tháng 2. Tồn kho đầu kỳ của tháng 2 là bao nhiêu? Thực ra lúc nãy là bạn Nguyên nói rồi, tồn kho đầu kỳ của tháng này chính là tồn kho cuối kỳ của tháng trước đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì? Tôi lấy ví dụ như là hết tháng 1 chúng ta bán sản phẩm ra, trong kho vẫn còn dư 100 sản phẩm đúng không? Tất nhiên là 100 sản phẩm này chúng ta không thể hủy đúng không, mà chúng ta sẽ gì? Sử dụng nó để bán hàng hóa qua tháng 2 đúng không? Đáp ứng nhu cầu cho tháng 2. Điều đó có nghĩa là gì? Ngày 1 tháng 2, tôi mới hỏi rằng là gì? Ngày 1 tháng 2 lượng hàng hóa trong kho hiện nay bao nhiêu? Là 100 đúng không? 100 có nghĩa là gì? Tại vì chốt hết tháng 1 thì chúng ta còn 100 sản phẩm trong 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 kho đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng được rằng là gì? Tồn kho đầu kỳ tháng 2 nó sẽ bằng gì? Tồn kho cuối kỳ tháng 1, nhớ nha. Rồi bạn Trần Thị Linh Hà, em giơ tay phải không? Dạ không, em bấm nhầm. Rồi.
À, phóng to cái Excel lên một chút được không thầy? Ok, thật ra thì cái màn hình của tôi là nó to hết cỡ rồi đó. Bây giờ mình hỏi cái này, các em có cái Excel của các em không? À, cái bài thực hành hai mình đã gửi cho các em có chưa? Nhà có rồi. À, các em có thể coi ở trên đó được đấy. Rồi, tiếp tục nghe tới đây là hiểu chưa? Dạ À, rồi. cái màn hình của mình là hết cỡ rồi, mình không thể phóng to hơn nữa tại vì nó coi như là hết cỡ rồi đó. À, hay là để mình đây cho à, mình hiểu ý rồi. Để mình cỡ chữ mình cho to lên một tí. À, chúng ta thấy rõ hơn không? À, nó to quá. À, các em thấy rõ hơn rồi đúng không? Để mình to hơn một tí nữa. Rồi, được chưa? Này. À, chúng ta tính đâu? Cân bằng đây này, bắt đầu nghe. À, tôi bỏ bớt mấy cái số này ra để các em đỡ nhìn thấy cứ âm biết tại sao. Chúng ta không quan tâm cái giá trị của nó nhé. À, chúng ta chỉ quan tâm có đúng cái công thức hay chưa thôi. Rồi, bắt đầu nè. Tồn kho đầu kỳ tháng 2 đúng không? Nó sẽ bằng cái gì? À, nó bằng B11, có nghĩa là tồn kho cuối kỳ tháng 1, được chưa? À, rồi, bắt đầu chúng ta tính này. Chúng ta bỏ này luôn đi. Bắt đầu chúng ta tính này. À, có một cái đặc điểm đúng không? Chúng ta tính từ từ, chúng ta tính ra này, cân bằng cung cầu trong kỳ tháng 2 đúng không? Nó sẽ bằng gì? Cái lượng hàng nhập vào trừ cho cái lượng hàng bán ra. À, thì nó gọi là cân bằng cung cầu trong kỳ. À, thì nó sẽ bằng bao nhiêu? À, tồn kho đầu kỳ tháng 1, tháng 2 này cộng cho gì? À, số lượng mà chúng ta đặt hàng, tất nhiên là chúng ta chưa biết thì chúng ta cứ nhấp vào ô đó thôi. À, số lượng đặt hàng trong tháng 2 đúng không? Trừ cho cái gì? À, trừ cho cái nhu cầu sản phẩm đúng không? Nhu cầu sản phẩm tháng 2. Tương tự, enter. Chúng ta enter ra. Được chưa? Và cái cân bằng cung cầu trong kỳ này chính là gì? Tồn kho cuối kỳ. Chúng ta lại bằng bằng cái này. Tương tự như vậy chúng ta xác định cho mình được chưa? Rồi tương tự như vậy, tồn kho đầu kỳ tháng 3 nó sẽ bằng cái gì? À, nó sẽ bằng tồn kho cuối kỳ tháng 2, đúng rồi, enter. Rồi bắt đầu chúng ta cũng tính tiếp. À, cân bằng cung cầu trong kỳ tháng 3 sẽ bằng gì? Tồn kho đầu kỳ tháng 3 này, đúng không? Cộng cho gì? À, số lượng đặt hàng tháng 3 này, đúng không? Trừ cho cái gì? À, nhu cầu sản phẩm tháng 3 này, enter ra. À, tương tự như vậy chúng ta đó này, chúng ta bằng này. À, tồn kho cuối kỳ của tháng 3 nó sẽ bằng thằng này. À, nó có một cái đặc điểm như vậy, chúng ta cứ tính như vậy thôi. À, rồi tương tự như vậy, đúng không ạ? Tồn kho cuối kỳ của tháng 4. À, đầu tồn kho đầu kỳ của tháng 4 nó sẽ bằng gì? Tồn kho cuối kỳ của tháng 3 này. À, đúng không ạ? Rồi chúng ta tương tự chúng ta tính cái cân bằng cung cầu trong kỳ tháng 4. À, thì nó bằng là tồn kho đầu kỳ tháng 4 này cộng cho gì? À, số lượng đơn vị đặt hàng là x này, đúng không ạ? X4 này trừ cho cái gì? Nhu cầu này. Đúng không ạ? Thực ra tới đây chúng ta có thể kéo. Rồi. À, tới đây nhanh là chúng ta kéo ra là nó sẽ nó chạy theo công thức mà, đúng không? Tương tự này. Đó, chúng ta kéo ra. Chúng ta cứ kéo ra, chúng ta cứ để nguyên vậy cho mình. Chúng ta kéo ra, đây cũng vậy, tương tự kéo ra. Thì nếu mà chúng ta nhấp vô thì chúng ta thấy này, tháng 5 này, đúng không? À, chúng ta đừng có quan tâm cái số âm. À, tí nữa chúng ta chạy mà nó không quan tâm gì hết, đúng không? Chẳng hạn như là tồn kho đầu kỳ Dạ tháng 5. thầy ơi, thầy kéo nó chưa có kéo chung với công thức đó thầy, số của thầy nó vẫn bị giữ nguyên đấy ạ. À, không sao, mình biết rồi. À, chẳng hạn như là chúng ta nhấp vào thì nó sẽ chạy ra đúng không? Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là nhấp vào thì nó sẽ chạy ra. À, đúng không? Đó, nhấp vào như máy mình. À, nhưng mà cũng không sao, cứ để nguyên như vậy đi, cứ để như vậy đi. À, nôm na chúng ta cứ cứ theo cái công thức. À, rồi tí nữa chúng ta sẽ chạy thì nó tự động ra thôi. À, tại vì khi mà chúng ta chạy solver á là nó sẽ mặc định, chẳng hạn như là ở đây thì nó biết là F11. À, còn ở đây thì nó như em đúng hình như là kéo rồi vậy, enter ra, nhưng không sao đâu, không sao đâu. Rồi, tới đây các em bạn hiểu vấn đề này chỗ này chưa? Đây chúng ta đã hiểu về cái vấn đề là tồn kho cuối kỳ, chúng ta xác định được tồn kho cuối kỳ chưa?
À, tới đã hiểu chưa? Không thấy ai lên tiếng hết vậy. Ok, rồi, tiếp tục nghe. À, chúng ta có một cái bước nữa. Đây, không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Thì để đảm bảo rằng không có thiếu hụt sản phẩm trong kỳ thì người ta sẽ có một cái khái niệm là gì? XT phải nhỏ hơn hoặc bằng DT nhân Y. Đây. Ở đây là DT đâu? Chúng ta có này. Đảm bảo không thiếu hụt trong kỳ, đúng không? Nó sẽ bằng này, đúng không ạ? À? Bằng DT. DT là gì? À, D1 đúng không? Nhu cầu sản phẩm trong tháng 1 đúng không ạ? À? Nhân cho nhân cho biến giả. Đây, nếu tôi lấy ví dụ như là gì, nếu mà trong tháng 1 mà chúng ta có đặt hàng thì nó cái biến giả này nó sẽ thể hiện là số 1, và lúc này chúng ta sẽ lấy gì, Y1 nhân 1 là 200. Điều đó có nghĩa rằng là gì, chúng ta enter đây. Đây, cái công thức như vậy chúng ta kéo ra tương tự như vậy. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta enter ra, thì chúng ta thấy này, đảm bảo không thiếu hụt thì nó sẽ bằng cái gì này, DT nhân XT. Và XT này thực ra là tí nữa chúng ta sẽ chạy ở trên cái mô hình, được chưa? Tới đây chúng ta đã xác định được cái gì, đảm bảo không thiếu hụt thì nó sẽ bằng gì, DTXT. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng là gì, B4 nhân đây, B4 đúng không, chẳng hạn như là nhu cầu đúng không, sản phẩm trong tháng 1 nhân cho cái gì, cái biến giả Y1, nếu mà chúng ta đặt, nếu mà chúng ta có đặt hàng sản phẩm trong tháng 1, trừ cho đây, trừ cho cái gì, trừ cho cái XT này, số lượng đặt hàng, thì đảm bảo là gì, nó phải sao, nó phải dư đúng không ạ? Đây, hoặc là gì, tí nữa chúng ta có thể là gì, XT phải nhỏ hơn hoặc bằng DTI. Thì điều nôm na chúng ta đang xác định ràng buộc thì chúng ta cũng không cần như vậy, chúng ta cứ để cho mình là gì, DT nhân Y là sẽ gì, B1 nhân cho Y1 cho bằng gì, nhu cầu sản phẩm ở tháng 1 nhân cho gì, biến biến giả, nếu mà Y bằng 1 hoặc là bằng 0, nếu bằng 1 thì điều đó có nghĩa là gì, trong tháng này chúng ta có đặt hàng. Nôm na là chúng ta enter ra, tương tự như vậy chúng ta cứ kéo ra, kéo ra thì chúng ta thấy ở trong đây này, tương tự này, C14 đúng không, đây này C14 này, nhân cho gì, Y2 mà chúng ta ngoài giả thiết này, rồi và chúng ta có thể thấy này, D4 này nhân cho gì, D18 này, tương tự như vậy chúng ta cứ, các em chẳng hạn như là các em mới để như vậy, được chưa? Rồi đây, với các cái IT là gì, tồn kho cuối kỳ của thời gian T phải bằng không, phải bằng bằng T. Thực ra ở đây, thì nó có một cái khái niệm là, thực ra thì khi mà chúng ta chạy á, thì chúng ta không có để cái này, tôi lấy ví dụ chúng ta không có để cái này, mà chúng ta sẽ gì, sử dụng trực tiếp thằng này. Để tí nữa chúng ta khi mà chạy solver á, thì coi như đây là chúng ta coi nó là tồn kho cuối kỳ. Thì ở đây chúng ta, tồn kho cuối kỳ thì ở đây chúng ta có này, nhu cầu đầu kỳ tháng 2 đâu đúng không, sẽ bằng gì, đây là tồn kho cuối kỳ, thì các em chỉnh lại cho mình nó bằng cái này đi, bằng cái này, tương tự thằng này nó sẽ bằng là C bằng cộng này, tương tự. Rồi, chúng ta khoan rồi để cái tồn kho ở đây nghe. Tại tí nữa chúng ta chỉ chạy chạy server thì nó sẽ khác một tí. Thầy bôi hai cột son tí kéo là nó được đấy thầy. Khi nó dạng rộng cái cột ra là nó hiện lên đó thầy. Chờ mình tới nha, máy mình hết đi. Các em từ từ chờ mình sạc pin, cái mình hướng dẫn xong, sau đó chạy cái gì đây. Tới đây là hiểu chưa?
Từ cái cột ép nó chạy sai rồi hay sao á thầy? Cái cột gì em? Cột ép á thầy, bắt đầu từ cái cột ép thì kéo nó chạy bị sai rồi. À, rồi để mình chạy lại. Thầy bôi đen hai cột xem thầy kéo được với thầy. Cột hả? Bôi đen hai cột ở Để dưới em đường cung cầu với thầy. cung cầu rồi. Đấy, đặt bôi đen hai cột đầu á, xong thầy kéo. Cũng không, ý em là bôi đen vậy là kéo hả? Thực ra thì các em cũng cũng không 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 quan tâm cái đó đâu. Chúng ta cứ làm theo công thức này đã, rồi tí nữa nó chạy thì nó sẽ tự động, nó tự động nó sẽ ra thôi. Đâu rồi? Nghe. Thì cứ để như vậy đi đã, tí nữa mình chạy sau. Rồi tới đây đã hiểu chưa? Các em để, thực ra thì tí nữa khi mà vô cái ràng buộc á, bây giờ mình đang xác định ràng buộc thì cái tồn kho kỳ là IT thì nó sẽ bằng cái thằng cân bằng, chứ không phải là mình đánh sớm. Tí nữa mình mới mới bắt đầu. Rồi tới đây bắt đầu là mình đã triển khai xong được cái ràng buộc rồi, bao gồm có hai loại, đó là gì, cân bằng cung cầu trong kỳ, với lại là đảm bảo không thiếu hàng tồn kho. Đảm bảo không thiếu hàng tồn kho thì nó sẽ bằng công thức, đó là gì, chúng ta lấy cái D1 nhân cho Y1. Tương tự như vậy thì rồi thì sau khi mà chúng ta đã triển khai xong ba bước rồi thì cái bước thứ tư thì các em sẽ gì, sử dụng solver để chạy. Thì lưu ý như thế này, vô data đúng chưa, được chưa? Vô solver đây thì ở đây cái hàm mục tiêu đúng không, set objective, hàm mục tiêu là gì, tổng chi phí đây B25 đúng không ạ, và cái nhiệm vụ của chúng ta là gì, xác định số lượng đặt hàng sao cho cái gì, chi phí liên quan tới vấn đề đặt hàng là nhỏ nhất, bao gồm có chi phí mua hàng, chi phí lưu trữ, chi phí đặt hàng là nhỏ nhất, thì chúng ta để min. Rồi chúng ta quét quét cho mình đây. Cái biến quyết định mà chúng ta cần xác định là gì, tồn kho cuối kỳ, số lượng đặt hàng, chúng ta quét hết cho mình được chưa? Các bạn tới đây chưa? Rồi chờ mình tí nha. Rồi, các bạn tiếp tục nghe. Rồi bây giờ chúng ta đến cái bước gọi là gì, thêm các cái ràng buộc vào.
thì thêm các cái ràng buộc vào. Thứ nhất là gì? Chúng ta có cái gì? À đây. À mình từ từ nha. Đây, ràng buộc thứ nhất là gì? À không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, có nghĩa là gì? À, XT à, phải nhỏ hơn hoặc bằng DT nhân IT. Thì các em lưu ý như thế này. À, cái S đầu tiên là gì? S đầu tiên là gì? À, đảm bảo rằng là gì? À, không thiếu hụt trong hàng. Thì nôm na chúng ta sẽ có gì? À, đây, à, cái thằng biến quyết định là gì? Số lượng đặt hàng đúng không? XT này, X1, X2, X3, X4 này, à, cho đến X12 này phải nhỏ hơn hoặc bằng cái gì? À, cái đảm bảo là gì? À, DT nhân IT. Thì chúng ta quét cái ô từ gì? À, D à, B18 cho đến gì? À, M18, quét hết cho mình được chưa? Rồi cái thứ hai là à, cái đầu tiên là gì? Tồn kho cuối kỳ đúng không ạ? Phải bằng cái gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ. Ở đây chúng ta quét nè, cái cột tồn kho cuối kỳ đúng không ạ? Đây phải bằng với lại là gì? À, cái cân bằng trong kỳ, chúng ta quét luôn cái cột cân bằng trong kỳ cho mình, B17 cho đến gì? À, M17 đúng không? Rồi chúng ta ok. Rồi cái thứ ba, à, IT phải lớn hơn bằng không. Đây, IT là gì? Tồn kho đúng không ạ? Tồn kho cuối kỳ ở trong cái biến quyết định đó. Chúng ta quét từ ô B11 cho đến gì? M11, chúng ta quét và nó phải gì? Lớn hơn hoặc bằng không. Được chưa? Rồi chúng ta quét tương tự. À, là cái gì nữa? XT đúng không ạ? XT đây phải lớn hơn bằng không. Thực ra thì XT này thì ở trong cái solver này nó sẽ có một cái phần gọi là gì? Nên negative rồi. Tuy nhiên thì mình để vô đây cũng không không sao. Lớn hơn bằng không, được chưa? Ok, rồi còn cái gì nữa? À, đây, ở biến giả định đúng không ạ? IT thì nó có cái khái niệm là IT bằng 0 hoặc 1. Thì các em lưu ý rằng gì? À, chúng ta quét cái biến quyết định là IT B13 cho đến gì M13. Và nó có một khái niệm là gì? Chúng ta nhấp vào cái cột ở giữa lớn hơn hoặc bằng á, nó có chữ một cái chữ là BIN gọi là bin. Ở nó sẽ biểu thị dưới dạng là 0 và 1. Thì chúng ta nhấp vào từ binary. Rồi chúng ta ok ra. Rồi chúng ta nhấp vào cái make unconstrained variable non-negative, nhấp vào cái chỗ đó cho mình. À, và select a solving method, nhấp chữ simplest LP cho mình. Rồi nhấn chữ solve coi thử nó chạy được không. Rồi, hình như lúc nãy cái rồi bây giờ bắt đầu mình mới chỉnh lại. Chẳng hạn như khi mà mình thấy có vấn đề, rồi mình chỉnh lại. Rồi chúng ta ra chưa? Thầy 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 giảng lại cái chỗ ràng buộc như thầy. À rồi. Anh để mình chạy thử nó ra chưa? Không đúng rồi. À, đây ràng buộc đúng không? Chúng ta nhấp vào cái nhấp Không vào ấy, thầy cái làm lại từ đầu luôn được không thầy ơi? làm lại từ đầu á. Rồi Tại nó không hiện cái bảng kia lên đó thầy. thì thế à, không hiện cái bảng mà solver đúng không? Rồi lại từ từ nha, để mình lấy đây, chờ mình mở lại cái thứ. Rồi có cái bước nào chúng ta không hiểu đâu.
Rồi có bây giờ là bước nào? Ai chạy ra rồi? Ủa chúng ta có nghe mình nói không? Em chỉ vướng ở cái chỗ ràng buộc với thầy ở trong solver với thầy. À, rồi để mình chạy lại cái mình triển khai lại mình triển khai lại các em coi nha. Cân bằng này, bằng này đúng không? Tồn kho đầu kỳ này, xong mình chạy bây giờ cũng không ra nữa. Số lượng này trừ cho gì nhu cầu này, enter này đúng không? Tồn kho đầu kỳ đúng rồi, máy mình với tồn kho đầu kỳ tháng 2 này nó sẽ bằng gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ, chẳng hạn tồn kho cuối kỳ tháng 1 chính là cân bằng này, enter này đúng không? Sẽ bằng này. Cộng cho x2 này trừ cho câu các em vô solver đúng không? Thử lại nào. Solver này, đúng không? Chúng ta quét cái set objective này, chúng ta quét cho mình nhấp vô cái ô tổng trừ phi, được chưa? Rồi chúng ta nhấn vào cái min, được chưa? Rồi chúng ta quét cho mình cái quét cho mình cái biến quyết định là từ tồn kho cuối kỳ cho đến biến giả, quét hết cho tôi. Rồi, được chưa? Rồi, bắt đầu chúng ta xác định các cái ràng buộc này. Tập trung nha. Thì nhìn vào công thức chúng ta thấy rằng tại vì cái của mình nó không có xuất hiện cái solver. Đầu tiên là gì? IT đúng không? Tồn kho cuối kỳ sẽ bằng với lại là cái gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ. Đây. Thì các em add vào này, chúng ta nhấn chữ add được chưa? Cái đầu tiên đúng không? Chúng ta quét cho mình cái ngay cái chỗ biến quyết định, ngay cái chỗ tồn kho cuối kỳ. Các em thấy mình quét không? Đó. Rồi quét được chưa? Thì cái cell reference đó là chúng ta quét cái đó đúng không? Phải gì? Bằng nhấp vào cái bằng được chưa? Bằng cái gì? Bằng cái cân bằng cung cầu trong kỳ, có nghĩa rằng là gì? Chúng ta quét cái này được chưa? Ok trước rồi cái ràng buộc đầu tiên chúng ta add vô được chưa? Đã rồi ạ. Ok rồi cái thứ hai liên quan tới cái gì đây? Không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, để mà đảm bảo không có thiếu hụt sản phẩm trong kỳ thì số lượng đặt hàng trong kỳ phải nhỏ hơn hoặc bằng DT nhân IT, được chưa? Nôm na ở đây chúng ta đã xác định được cái ràng buộc là gì? Đây, DT nhân IT rồi đây, được chưa? Thì các em lưu ý rằng chúng ta add vào, nhất là gì? Add này. Rồi, sell reference đúng không ạ? Là cái gì? Chúng ta quét cho mình cái số lượng đặt hàng đúng không ạ?
số lượng đặt hàng trong kỳ phải nhỏ hơn hoặc bằng cái gì? Cái đảm bảo, cái ràng buộc đó không có thiếu hàng. Chúng ta quét ra cho mình cái cột đó rồi, ok đi. Rồi, cái ràng buộc thứ hai đó. Được chưa? Dạ rồi. Các bạn làm được chưa? Rồi. Cái thứ ba liên quan tới vấn đề là gì? Tồn kho cuối kỳ phải lớn hơn mặt bằng không? Quét cho mình cái tồn kho cuối kỳ. Đúng không? Lớn hơn mặt bằng không? Lớn hơn mặt bằng không? Chúng ta nhấp vào cái ô giữa lớn hơn này, chúng ta nhấp vào cái cột constraint ràng buộc á, chúng ta đánh vào số 0 cho mình. Rồi, ok. Rồi hình như đó là mấy, 1 2 3 rồi phải không? Rồi. Có gì nữa không? À đây. Cái ràng buộc thứ tư là gì? Cái số lượng đặt hàng lớn hơn bằng không thì chúng ta cũng cũng không cần phải add cái không cần phải cái add cái ràng buộc đó vào, tại vì vấn đề là trong cái Excel này, ngay cái chỗ make này, chúng ta thấy có cái phần solver parameter nó có phần make unconstrained variable non negative, chúng ta nhấp vào đó thì nôm na chúng ta gì, nó đảm bảo cho gì, các cái biến quyết định không có nhỏ hơn không, được chưa? Rồi, cái thứ tư người ta nói rằng là gì? Cái biến giả là bằng không hoặc một. À, đây nó có một cái trường hợp để mà đảm bảo, để mà biểu thị cái biến giả bằng không hoặc một, có nghĩa là có hoặc không á, thì chúng ta quét vào cái gì? Ô biến giả cho mình, quét vào đây. Đúng rồi. Rồi, chúng ta nhấp vào cái ô ở giữa nhỏ hơn hoặc bằng lớn hơn thì nó có ba cái từ BIN. Đây, chúng ta nhấp vào BIN thì nó sẽ xuất hiện từ là binary, nôm na là nhị phân, mà nhị phân nôm na nó sẽ xác định là không và một, không là không có, một là có. Nôm na chúng ta hiểu như vậy rồi, ok. Coi thử chạy được chưa. Rồi, tới đó các bạn nào thắc mắc về constraint nữa không? Cái ràng buộc nữa không? Chạy thử nó ra không? Ok, tôi chạy thì nó ra rồi. Chúng ta thấy là chi phí là tổng chi phí là 76761. Đã, em muốn ra rồi này. Đó, mình ra mình để cái màn hình ở trên bảng các bạn thấy chưa? Rồi, thấy tất cả đều ra chưa? Mình giải thích chưa? Bạn Linh ra rồi, còn bạn nào chưa ra nữa không? Chín mươi lăm bạn, có bạn nào làm không ra không? Rồi, ở đây chúng ta thấy nè, bây giờ bắt đầu mình coi. Khi mà thực ra thì khi mà chúng ta chạy xong đây, sau khi mà chúng ta chạy xong á thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ hiện ra là gì? Một cái bảng, nó gọi là solver resource. Result thì từ mỗi các bạn dịch nó gọi là các cái kết quả solver, thì solver found a solution có nghĩa là gì? Solver đã tìm thấy một cái giải pháp. All constraint and optimality condition are satisfied, có nghĩa là tất cả các cái ràng buộc cũng như là các cái điều kiện tối ưu được thỏa mãn. Thì mình thấy rằng là khi mà chúng ta chạy ra, mà chúng ta thấy là gì, chúng ta đã thành công. Thấy này, chúng ta bắt đầu kiểm tra. Nó nói rằng là gì, tồn kho cuối kỳ đây bằng không bằng không bằng không, điều đó có nghĩa rằng là gì, tất cả các cái lượng hàng, các cái nguồn cung có nghĩa là gì, tồn kho đầu kỳ cộng như gì số lượng đặt hàng là gì, đáp ứng đủ cái nhu cầu sản phẩm. Thì chúng ta coi thử là gì, x1 x2 x3 x4 x5 cho đến x12 bằng bao nhiêu, chúng ta thấy không, số lượng đặt hàng ở ở thời gian là tháng 1 là gì, 200, đáp ứng đủ cái nhu cầu sản phẩm là 200. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì, số lượng 200 đáp ứng đủ nhu cầu trong kỳ thì dẫn đến là gì, tồn kho bằng không.
có nghĩa là cân bằng cung cầu trong kỳ bằng không, có nghĩa là gì? B3 cộng cho B12 có nghĩa là 0 cộng cho 200 trừ cho gì? 200 nó bằng 0. Có nghĩa là gì? Chúng ta thấy rằng là nhìn vào đây chúng ta thấy là gì? Hàng hóa không có tồn kho, thì thực ra thì nó cũng không có, nó mang tính chất là quá tối ưu rồi, nghĩa là gì? À, tồn kho bằng 0 đó, đúng không ạ? À, tuy nhiên thì mô hình chạy như thế nào thì chúng ta cứ khi mà chúng ta chạy mô hình cơ bản thì thông thường thì các cái giá trị tồn kho thì cuối kỳ thì người ta luôn luôn gì? À, làm cho nó bằng 0. À, tương tự chúng ta thấy không? Số lượng đặt hàng này. Ở đây chúng ta thấy này, biến giả bằng 1. Đây, chúng ta thấy 1 1 1 không? 1, điều đó có nghĩa rằng là gì? Trong kỳ tháng 1 chúng ta có gì? Đặt hàng. Đúng không ạ? À, với số lượng là bao nhiêu? 200. Tương tự như vậy, ở tháng 2 thì biến giả nó xuất hiện là gì? À, chúng ta có đặt hàng không? Có. Ở là tháng 1 đúng không? Tương tự như vậy là gì? À, cái số lượng chúng ta đặt hàng là bao nhiêu? À, thì từ đó chúng ta sẽ tính được đúng không? Rồi đảm bảo không thiếu hàng, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? B14 nhân cho B13 là gì? À, cái lượng hàng là gì? 200. À, và cái lượng số lượng chúng ta đặt hàng là 200, có nghĩa là gì? Đảm bảo không thiếu hàng đều. À, chúng ta thấy không? Trong các cái tháng thì đều đảm bảo là gì? Lượng hàng đủ và tồn kho cuối kỳ đây bằng không. À, ở đây thì chúng ta thấy là gì? Chỉ phát sinh cái chi phí gì? Chi phí mua hàng. Chi phí mua hàng thì bằng cái gì? Bằng cái gì? Tổng chi phí, đúng không? Tổng số lượng đặt hàng từng tháng nhân cái gì? À, chi phí đặt hàng, chi phí mua hàng từng tháng. Thì chúng ta thấy rằng gì? Nó có tính này, sum B12 đúng không? Chúng ta có một cái công thức đây, nó sẽ tính ra. Ở đây chúng ta thấy rằng là chi phí dự trữ thì bằng cái gì? À, bằng cái lượng hàng tồn kho nhân cho cái chi phí lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong một tháng. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy không? Tồn kho bằng không, dẫn đến là gì? Nó không có dự trữ trong tháng, dẫn đến là gì? Nó không có cái chi phí. À, có nghĩa rằng là cuối kỳ của tháng đó không có dư, có nghĩa là hàng hóa trong kho xài hết, đáp ứng đủ cái nhu cầu, dẫn đến là chi phí lưu trữ gì? Bằng không, được chưa? Chi phí đặt hàng là 261, đúng không? Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta thấy rằng chi phí đặt hàng thì nó bằng gì? À, cái y này nè, tại vì ở trong 12 tháng này chúng ta đều đặt hàng cả, dẫn đến là gì? Bằng y nhân cho cái gì? Chi phí đặt hàng là 20. Hôm nay chúng ta có chúng ta có gì? À, 20 cộng 21 đúng không? Tại vì 1 nhân 20 cộng cho 1 nhân 21 cộng cho 1 nhân 25, tổng của nó bằng bao nhiêu? À, là 261. À, dẫn đến là tổng chi phí chúng ta sum sum ba này lại thì tổng chi phí là 76.761. Đó là cái khi mà chúng ta chạy ra, thì tất nhiên lúc nãy do cái công thức mà cái máy mình nó không có chạy, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi có bạn nào chưa ra không? Bạn chế nữ Minh Châu ra chưa? Dạ rồi thầy. À, được rồi. À, Đặng Minh Lai. Dạ rồi ạ. À, rồi bạn Minh. Dạ rồi thầy ơi. Rồi. À, rồi. À, tất cả đều hiểu cái phần này không? Tất cả có hiểu không? Tí nữa bữa sau tôi ra một bài tương tự như vậy làm được không? Rất ráng mà chịu đó nha. Mình ra y chang như vậy coi thử các bạn có làm được không. Rồi, đó là cái trường hợp mô hình cơ bản. Là đây, chúng ta thấy không? Mô hình cơ bản. À, khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình cơ bản này thì chúng ta thấy rằng là gì? À, chúng ta sẽ chạy ra thì người ta có thể căn cứ vào đây để người ta ra các cái quyết định để mà gì? Đặt cái số lượng sao cho nó phù hợp. Thì thực ra thì cái mô hình này chúng ta thấy rằng là gì? À, nhu cầu sản phẩm là 200 thì nó đặt luôn 200. À, tuy nhiên thì vấn đề là đây là cái mô hình cơ bản, nó không có các cái ràng buộc, dẫn đến là sẽ không có cái trường hợp mà chẳng hạn như là thấp hơn hay nhiều hơn xảy ra. À, rồi. À, cái trường hợp thứ hai, chúng ta làm luôn một thể nha. À, trường hợp đầu tiên thì các bạn đã hiểu rồi. À, thì trường hợp thứ hai cũng tương tự như vậy. Đây, trường hợp thứ hai thì nó giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. À, thì giới hạn kích cỡ về lô đặt hàng thì trong cái giả thiết thì nó sẽ có là gì? À, thêm một cái giả thiết liên quan đến vấn đề là kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép, có nghĩa rằng là họ sẽ có một cái ràng buộc về cái số lượng hàng hóa mà chúng ta đặt hàng ở trong đặt hàng ở trong 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 kỳ ở trong tháng á. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng là gì?
có không có sự khác biệt gì giữa cái biến quyết định. Biến quyết định vẫn chúng ta vẫn xác định là gì, cái tồn kho cuối kỳ của thời gian t là it, rồi cái vấn đề là biến xt là x1, x2, x3 cho đến xn là lượng đặt hàng mỗi lần trong thời gian t. It là biến giả là gì, nếu số lượng sản phẩm được đặt hàng trong thời gian t thì biến giả nó sẽ bằng một, còn nếu mà nó không đặt hàng thì biến giả nó sẽ bằng không. Và cái hàm mục tiêu thì nó cũng chẳng khác gì, đó là gì, tổng chi phí liên quan đến gì, chi phí mua hàng, chi phí đặt hàng cộng với chi phí lưu trữ. Thì cái hàm này nó cũng không ràng buộc, nó chỉ có khác biệt ở chỗ là gì, đối với cái mô hình kích cỡ lô đặt hàng, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy rằng là cái nó có một cái là lượng đặt hàng cho phép đúng không, ràng buộc là tồn kho cuối kỳ, thì nó giống như cái mô hình cơ bản lúc nãy mình giới thiệu cho các em đây. Vẫn có, tuy nhiên thì vấn đề là gì, ở cái giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng thì nó chỉ có cái gì, ở mô cơ bản thì nó có cái không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Tuy nhiên là cái phần mà giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng ở ở đây thì nó sẽ có một cái lượng đặt hàng cho phép. Thì cái lượng đặt hàng cho phép này cũng tương tự giống như là cái mô hình cơ bản liên quan tới vấn đề là thiếu hụt á, thì ở đây chúng ta thấy không, ở đây là DT, DT thì ở đây thì nó sẽ là gì, CT, có nghĩa là XT sẽ nhỏ hơn là CT. CT là gì, kích cỡ lô đặt hàng cho phép đúng không, nhân cho IT, có nghĩa rằng là gì, nếu mà trong thời gian trong tháng 1 đúng không, chúng ta có đặt hàng thì cái lượng hàng cái lượng cái số lượng hàng hóa mà chúng ta đặt không được vượt quá đúng không ạ, cái kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép, có nghĩa là CT. Thì vì các em lưu ý là gì, IT ở đây thì IT nó chỉ đại diện hai cái số, đó là không và một đúng không ạ, không thì coi như là không có, một thì coi như là gì, chính là CT. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cũng không cần phải bận tâm đối với cái biến IT, IT nó chỉ là biến giả thôi, nó chỉ là gì, không và một mà thôi. Thì tương tự như vậy, đây đây mình xóa hết nha, để mình triển khai lại thử. Mình triển khai lại các em coi lại một lần nữa. Đây, để mình xóa hết đi. Tương tự này, nó bằng này. Đúng không? Chúng ta cứ tính đúng không? Cũng tương tự khi mà chúng ta làm, chúng ta cần xác định cho tôi là gì? Biến quyết định là gì? Các em lưu ý là chúng ta phải gì? Gọi đúng không? Gọi Y1, ở đây là tồn kho cuối kỳ. Đúng không? Để mình mở to lên một tí. Đúng không? Chúng ta có ba khuyến cái biến quyết định này, mình tô màu vàng đây đúng không, gọi này, gọi Y1, Y1 lớn, Y2 lớn cho đến gì, Y12, lần lượt là gì, tồn kho cuối kỳ của tháng 1 cho đến tháng 12, rồi gọi X1 cho đến X12, lần lượt là gì, số lượng đặt hàng trong tháng 1 đến tháng 12 đúng không ạ. Rồi tương tự chúng ta cũng có các biến giả đúng không, gọi Y1 bằng không hoặc một đúng không, từ 1 đến Y12, trong trong tháng 1 đến tháng 12, thì các em cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta xác định này, nó chỉ khác biệt là ở chỗ là gì, chúng ta thêm cái ràng buộc mà thôi đúng không. Chi phí mua hàng cũng tương tự như vậy, chúng ta sử dụng cái hàm sum product đây, sẽ bằng cái gì, số lượng chúng ta đặt hàng đúng không ạ. Rồi chúng ta quét cái số lượng đặt hàng, rồi chúng ta quét cái số lượng đặt hàng, rồi chúng ta quét cái chi phí mua hàng đúng không, có nghĩa là gì, giá của một đơn vị sản phẩm đúng không? Rồi chúng ta enter đây, đây cũng tương tự như vậy, chi phí lưu trữ thì bằng cái gì, bằng cái phí lưu trữ của một đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian đó nhân cho cái gì, tồn kho cuối kỳ, đúng theo công thức mà tính thôi. Product. Đúng không? Đây, tồn kho cuối kỳ, chi phí lưu trữ đúng không? Mà tồn kho cuối kỳ chúng ta quét này, đúng không? Ấy rồi tìm tự là cái chi phí lưu trữ chúng ta quét câu này. Enter. Rồi chi phí đặt hàng cũng tương tự như vậy. Đúng không? Sum product. Chi phí đặt hàng thì bằng gì? Nếu bằng đây y đúng không ạ? Quét cái biến giả, nếu mà là một thì chúng ta có đặt hàng,
mà nếu mà không thì chúng ta không đặt hàng. Nếu mà có đặt hàng thì chúng ta phải trả một cái chi phí đặt hàng. Đây, chúng ta quét cái chi phí đặt hàng cho một đơn hàng, đúng không? Quét. Enter. Rồi, chúng ta cũng tính là sum. Là sum của ba thằng này cộng lại. Rồi, enter. Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi, cái thứ hai là chúng ta xác định các cái ràng buộc. Ràng buộc đầu tiên thì hôm nay là chúng ta xác định cái cân bằng cung cầu trong kỳ. Thực ra cân bằng cung cầu trong kỳ chính là những này là tồn kho cuối kỳ. Cân bằng cung cầu trong kỳ nó sẽ bằng gì? Tồn kho đầu kỳ. Lúc nãy máy mình nó bị trừ cho cái gì? Cộng cho cái gì? Cái số lượng mà chúng ta mua vào, đúng không ạ? Trừ cho gì? Cái số lượng mà chúng ta bán ra. Enter. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? Tồn kho đầu kỳ tháng 2 nó sẽ bằng là gì? Cung cầu cân bằng trong kỳ tháng 1, được chưa? Enter. Rồi, chúng ta lại tính tiếp tục. Bằng, đúng không ạ? Tồn kho đầu kỳ tháng 2 cộng cho gì? Số lượng đặt hàng tháng 2, đúng không? Trừ cho cái gì? Nhu cầu sản phẩm tháng 2. Enter. Thử quét hai ô này coi chạy không. Cái dưới phải, cái trên không biết được hai ô đâu rồi. Thôi máy mình cứ quét từ từ, mình enter thôi. Bữa nay nó bị cái gì? Cảm ơn bạn Linh nhiều nha. Rồi. Tất cả mình cứ thao tác như vậy. Hay lỗi gì nè. Kìa. F17. Rồi, sau đó là chúng ta đây xác định lượng hàng, lượng đặt hàng cho phép. Thì các em lưu ý là ở đây nó sẽ có một cái đề bài luôn luôn, tại vì vấn đề là ở đây là trường hợp giới hạn cái số lượng đặt hàng cho phép, thì đề bài bây giờ nó cũng cho đây kích cỡ lô đặt hàng cho phép tối đa. Chẳng hạn như là ở tháng 1 thì cái lượng hàng đặt hàng tối đa mà tôi cho phép anh là gì? 250. Thực ra thì đây chúng ta thấy thì lượng đặt hàng cho phép này nó sẽ bằng đây này, bằng Y1, đúng không? Nhân cho cũng tương tự giống như là cái không thiếu hụt hàng hóa thôi. Chúng ta enter ra. Rồi, tương tự. Rồi, tiếp theo là coi như là chúng ta đã xong cái ràng buộc rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu chạy. Các em cũng vô data solver, không biết chạy ra hay không, cứ thử. Rồi, chẳng hạn như là set objective, có nghĩa là cộng chi phí, chúng ta nhấp vào ô cộng chi phí. Rồi, min, đúng không ạ? Rồi chúng ta quét ba cái biến quyết định, đúng không ạ? Rồi, bắt đầu là chúng ta thứ nhất này, tồn kho, đúng không ạ? Tồn kho cuối kỳ, đúng không ạ? Sẽ bằng với lại là cân bằng cung cầu trong kỳ, được chưa? Rồi ép tiếp. Cái thứ hai đó là lượng đặt hàng cho phép, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Số lượng đặt hàng, đúng không, phải nhỏ hơn cái lượng đặt hàng cho phép. Có nghĩa là gì? Chúng ta quét cái ô số lượng đặt hàng x1 cho đến x12 nhỏ hơn hoặc bằng cái gì? Cái ô ràng buộc là lượng đặt hàng cho phép, được chưa?
Rồi, tiếp tục đúng không? Tồn kho cuối kỳ phải lớn hơn bằng không, quét cái ô tồn kho cuối kỳ lớn hơn bằng không, được chưa? Rồi, cái thứ ba là biến giả phải là gì? Binary. Chúng ta quét vô cái ô biến giả là Y1 cho đến Y12, quét vào, nhấp vô giữa, nhấn chữ binary, ok. Rồi, chúng ta đảm bảo rằng là gì? Các cái biến quyết định không có âm, có nghĩa là chúng ta phải click vào cái ô make unconstrained variables non negative, đúng không ạ? Rồi, select a solving method, chúng ta nhấp vào chữ simplex, rồi chúng ta nhấn solve thử. Không ra, sao vậy ta? Các bạn nào ra chưa? Dạ rồi thầy. Máy tôi chạy không ra. Cái thằng này nó cũng hài lắm, mỗi lần chạy y chang như vậy nó lại không ra. Rồi. Bao nhiêu? Sai chỗ nào rồi? Sao không ra? Rồi, tất cả các bạn đều ra chưa? Chỗ nào đây? Được rồi, một chỗ khác. Linh ra chưa? Hình như em bị quên mất một cái ràng buộc đầu tiên, đó là cái 7 6 7 3 7. Rồi, Nguyên ra chưa? Thầy cho em hỏi, nếu trong trường hợp số lượng đặt hàng vượt quá kích cỡ lô hàng cho phép, số lượng đặt hàng vượt quá kích cỡ lô hàng cho phép không? Nếu mà chúng ta có cái ràng buộc này thì không thể nào vượt quá cái nó không thể vượt quá đâu. Nếu mà chúng ta có cái ràng buộc này, để mình thử lại xong, của mình nó cũng chưa ra đây. Why? Gửi cho các em chạy thì ra hết rồi, khổ một cái lâu lâu chạy đây không ra, để coi thử nó sai chỗ nào. Rồi, các bạn khác sao rồi? Son này. Rồi, các bạn xong rồi.
Rồi các bạn khác sao rồi? Đặng Thị Cẩm Tiên. Dạ em vẫn chưa ra. Chưa ra chỗ nào? Đặng Thị Bích Lệ. Dạ ra rồi thầy. Ra rồi, rồi được rồi. Tôi không biết máy tôi sao. Rồi bạn, tôi hỏi từng bạn, từ bạn Đỗ Nguyễn Trường An. Chắc ra rồi, rồi thầy. Giống với cái quả mà mình gửi cho các em không? Thì mình cứ lấy. Rồi để mình mở lại cái bài của mình. Đây, bài này đi. Rồi. Nãy tôi chạy không biết tại sao không ra. Thôi thì coi cái bài mà tôi đã chạy rồi. Đúng không ạ? Thì đây. Kết quả ra là 7, lúc nãy mấy bạn nói là bao nhiêu đây? Em đi làm không? Lên lên xe về. Là 76753. Các bạn có giống giống vậy không? Rồi. Thì chúng ta nhìn vào đây, thế này, khi mà có cái giả thiết đúng không, là kích cỡ lô đặt hàng đây, thì chúng ta thấy là lúc này cái tồn kho đây, tồn kho cuối kỳ lúc này nó có sự thay đổi đúng không, chẳng hạn như là ở tháng thứ ba đúng không ạ, chúng ta thấy rằng là gì, tồn kho cuối kỳ là 20, rồi ở tháng thứ sáu đúng không ạ, tồn kho cuối kỳ là lúc này là gì, có nghĩa là gì, là 60 bốn rằng là gì, tháng thứ 9 thì thấy rằng là gì, không cần phải đặt hàng thêm nữa, tại vì gì, tồn kho cuối kỳ đây, tồn kho cuối kỳ tháng thứ 8 có thể đáp ứng được cái nhu cầu, đúng không ạ, nhu cầu sản phẩm, và ở tháng thứ 9 dẫn đến là gì, ở tháng thứ 10, đúng không, ở tháng thứ 9 là chúng ta không cần đặt hàng nữa, đúng không, tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng là gì, các cái chi phí ở đây chúng ta thấy là chi phí mua hàng đúng không, bây giờ xuất hiện thêm chi phí dự trữ, tại vì vấn đề là gì, ở tháng thứ ba và ở tháng thứ sáu thứ bảy đúng không thứ tám thì đều có gì, tồn kho, có nghĩa là gì, tồn kho cuối kỳ đều có, dẫn đến là gì, ở đây người ta xuất hiện thêm cái chi phí lưu trữ. Còn đặt hàng thì chúng ta thấy rằng là gì, tháng 1 này, tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 5 này, tháng 6 này, tháng 7 này, tháng 8 này là chúng ta có đặt hàng. Rồi tháng 10 này, tháng 11, tháng 12, điều đó có nghĩa là gì, người ta sẽ lấy cái chi phí đặt hàng trừ cho gì, tháng thứ 9, thì chúng ta sẽ xác định được, thì đây là cái quy trình của cái phần gọi là trường hợp liên quan tới vấn đề là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. Rồi bây giờ như thế này, mình có gửi cho các em một cái bài. Rồi chờ mình 1 phút. Một cái bài kiểm tra số 2. Chúng ta thấy cái bài kiểm tra số 2 chưa?
Rồi, trong bài kiểm tra số 2 này thì nó có hai cũng tương tự cũng tương tự như cái bài cũng tương tự như cái bài hai bài chúng ta vừa làm, thì nó sẽ có trường hợp, có hai trường hợp. Một trường hợp đó là không có sự ràng buộc về giới hạn về kích thước lô đặt hàng, và một cái là có. Đây tôi lấy ví dụ như là đây là không có, thì chúng ta thấy rằng là ở đây có thời gian cũng tương tự như là gì, ở đây có sản phẩm đúng không, sản phẩm A đúng không ạ? Thời gian là từ tháng 11 đến từ tháng 1 đến tháng 12, nhu cầu từng tháng đúng không, chi phí đặt hàng, chi phí lưu trữ, tồn kho đầu kỳ. Ở đây thì mình cho các em chẳng hạn nhu cầu thì có sự thay đổi biến động này, ngẫu nhiên này. Tuy nhiên thì vấn đề là chi phí đặt hàng thì ở đây mình cho các em là chi phí đặt hàng giống nhau, rồi chi phí lưu trữ cũng giống nhau. Tồn kho đầu kỳ thì ở đây nó không có cái chi phí mua hàng, do đó thì vấn đề là trong cái công thức thì các em không cần phải tính cái chi phí mua hàng, mà các em chỉ xác định cho mình hai cái loại chi phí, đó là chi phí đặt hàng và chi phí lưu trữ. Tương tự như vậy thì ở cái capacity thì có nghĩa là giới hạn về về kích thước lô đặt hàng, thì ở đây mình có cho các em một cái ví dụ. Thì từ đây cho đến trưa mai các em triển khai cho mình hai bài này, dựa trên hai cái bài lúc nãy chúng ta đã làm. Tuy nhiên thì các em làm cho mình theo cái kiểu rằng là gì, bốn bước rõ rệt để mình coi thử rằng là chúng ta triển khai như thế nào. Chẳng hạn là chúng ta gọi theo cái công thức mô hình đặt hàng động đó, thì chúng ta gọi cho mình đúng, mình các em thực hiện cho mình đúng bốn bước nhé. Rồi chúng ta đã hiểu ý của bài kiểm tra này chưa? Được rồi. Thì cái buổi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ngày mai thì giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các em hai trường hợp còn lại, đó là dung tích lưu trữ và cái vấn đề là liên quan đến vấn đề ngân sách mua hàng. Thì ngày mai chúng ta triển khai tiếp nha. Chứ bây giờ chúng ta tập trung làm cho mình hai bài này trước đi đã. Rồi vậy nha. Còn ai thắc mắc gì nữa không?